Đúng rồi, bắt được chuyện đi em. Lần tiên là. Hello anh. Em tên gì? Em tên Thịnh. À, tên đẹp không em? Nữ tính. Giống trai đúng không? Không, nữ tính, tên nữ tính. Nữ tính à? À, em bao nhiêu tuổi rồi? Em 22, em sinh năm 98 á. Ồ, à, lớn quá, à không, nhỏ quá. Còn anh? Anh 92, anh 29. À, anh 92 hả? À. Bây giờ anh đang làm cái gì? Anh đang làm cắt tóc. À, tối làm thêm DJ thôi. DJ á hả? Ồ, anh thấy em có giống như cái hình tượng anh suy nghĩ không? À ha, chào em. Em chào chị. Ôi xinh quá. Dạ, mời em ngồi. Dạ. Giới thiệu một chút về mình đi nè. Dạ, em chào chị Miko. À, chào tất cả mọi người. À, em tên là Huỳnh Ngọc Phúc Thịnh. 98 hả? Dạ đúng rồi, 98. Trời ơi, nhỏ quá. Rồi sao nữa? Đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm sinh viên năm tư của trường Đại học Văn Lang. À, bên cạnh đó thì em có lấn sân một xíu sang ca sĩ. Wow! Dạ. Đi hát được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em đi hát tính tới bây giờ chắc được 3 năm. Còn những lúc mà em rảnh thì em sẽ dành thời gian cho tiệm nhỏ nhỏ bán điện thoại. Có tiệm? Dạ, em có một cái tiệm nhỏ nhỏ bán điện thoại. Good. Tại nhà. Sao mà tuổi trẻ mà tài cao dữ vậy? Coi như là ban ngày thì đi học, rồi ban đêm thì đi hát, mà rảnh rảnh ra thì ra coi quán coi tiệm. Dạ đúng rồi. Sao mà rành được nhiều cái mảng này mà giỏi dữ vậy? Dạ tại vì em thích tính tự lập từ nhỏ, cho nên em muốn xài tiền chính bản thân của mình chứ không có muốn xin tiền ba mẹ. Dạ. À, ưu điểm và nhược điểm của Thịnh là gì? À, với em và với mọi người luôn thì ưu điểm của em á mà được ba mẹ công nhận là em nấu ăn ngon. Trời ơi, cái này thì khó ế lắm nè. Em thích nấu ăn lắm chị, giống như là lúc trước em là được con gái cưng á, cho nên em không cần phải làm gì hết á. Cái xong rồi sau 3 năm mà mẹ em bệnh, trước đây 3 năm thì lúc đó mẹ em mất khả năng em chịu nấu ăn đi. Thì lúc đó em nghĩ là hoàn cảnh sinh đảm đang. Lúc đó bắt đầu em mới thay xuống mẹ em làm bếp. Dạ. Luôn thì bây giờ chỉ cần là món đó cả nhà em thích thôi, em cảm thấy cái đó là một điều tự hào với em, như là nấu ăn ngon diệt. Rồi gì nữa còn không hay là chuyển qua tật xấu luôn? Dạ tính em hơi nóng tính. Tại vì do nhất là do nhỏ em được cưng nhiều cho nên cái tính của em hơi nóng và là hơi bướng. Đã từng bao giờ nóng nhất, một cái kỷ niệm nóng nhất trong tình cảm, giận người yêu rồi em làm gì? Kỷ niệm hả chị? Cái đó gọi là, có phải gọi là kỷ niệm không ta? Gọi là cái phốt. một ký ức đi chị hả? À. Một ký ức đi. Thì bữa đó là em đang, bạn em bệnh. Thì em nấu đồ ăn, nấu cháo cho bạn em. Thì đi vô tới phòng, thì em thấy bạn đang nhắn tin vô bạn gái khác. Thì lúc đó tô cháo đang trên tay mà nó bị đập xuống đất liền. Đập xuống đất chứ không phải là đổ lên người người ta phải không? Không đúng không? Không. Nhưng mà chị ủng hộ em. Làm vậy á. Cái đó cũng là ưu điểm và khuyết điểm mà chị. Có nghĩa là mình phải mạnh mẽ là cho bên kia sai mà, bên kia nhắn tin cho con gái mà. Mà trong khi đó em đang cực nhọc ở trong bếp nữa. Mình cần đòi hỏi người đàn ông đó phải công nhận cái nỗ lực của mình. Dạ. Mẫu người mà em thích là như thế nào? Do là em tự lập. Cho nên em thích một chàng trai cũng phải tự lập luôn. Tự lập, kiếm tiền giỏi. Đối với em như thế nào, bao nhiêu là kiếm tiền giỏi? Một tháng thu nhập khoảng bao nhiêu thì được? Thực ra thì em không có một cái số nào mà là đo lường hết. Em quan niệm như vậy. Em chấp nhận quen một chàng trai trong tài khoản có 50 triệu. Nhưng mà nếu như thật sự em đang cần. Đang cần thôi nha chị. Dạ. Thì bạn trai em chấp nhận chuyển khoản cho em 49 triệu để em làm cái việc mà em cần. Rồi. Hơn là một chàng trai trong tài khoản 1 tỷ. Nếu bạn trai chị chuyển cho em 5 triệu nữa. Thì em cần một chàng trai sẵn sàng vì em. Dạ. Hy sinh. Thật ra thì em cũng chắc nếu như mà cần thì em sẽ mượn và sau đó em sẽ trả lại bằng cách nào khác. Chứ em không giữ luôn, nhưng mà với chàng trai có suy nghĩ và chàng trai có muốn chia sẻ cho em. Hiểu. Cùng em vượt qua. Đúng rồi. Chứ không, là cái đó gọi là sự tin tưởng. Dạ đúng rồi. Người ta phải tin tưởng em thì em phải tin tưởng người ta được. Đúng không?
việc. Bạn trai trước của em làm nghề gì? Bạn trai trước của em làm giám đốc marketing. Wow. Vậy thôi, rõ ràng luôn là thích doanh nhân hay là thích gì? Canh thích doanh nhân. Thích canh thích doanh nhân. Thích doanh nhân. Thành đạt. Thành đạt. Có chứ. Đúng không? Đúng không? Rồi. Có cần phải thể thao thể hình ngoại hình gì không? Dạ có thì càng tốt. Với lại em do là em thấp á, em người em thấp cho nên em muốn cải thiện cho con em sau này. Nếu như mà có duyên thì nếu như mà được thì cao hơn 1m65 thì càng tốt. Em đang là cao 1m65. Cao 1m55 à. À. Nhưng mà em muốn cải thiện cho con em. Em muốn cao hơn 1m65 thì cái đó cũng không phải là quá cao, đúng không? À, ừ, ok. Sau khi mình thống nhất quan điểm thì chị em mình sẽ bắt đầu tia đối tượng. Chúng ta sẽ có 3 cơ hội để em tìm người mà em muốn chủ động làm quen luôn. Nhưng mà chị đang nghĩ là nếu như mà em muốn đối tượng của mình là phải là những người thành đạt ha, thì mình dựa trên cái ngoại hình, dựa trên cái cách đi thì mình cũng có thể đoán được. Thì đó là mình pass qua mấy bạn mà trẻ trẻ quá, đúng không? Dạ. Ok. Ủa nhưng mà em muốn tuổi sao? Lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Em nghĩ là lớn em tầm độ 2-3 tuổi trở lên. Có vậy là trẻ. Là em sinh năm 98 mà 96, 95. Cái đó vẫn là trẻ hơn cái tầm của chị luôn á. Chị cảm thấy yên tâm em. Chị với em mình không có giành nhau. Dạ. Ok. Dạ. Cho mình công cụ. Rồi, cảm ơn biên tập. Đây ha. Ê, nếu mà người nước ngoài được không? Để mình ra đứng lên đi. Ê, có anh nước ngoài đó. Từ, Starbucks bước ra nè. Đâu rồi? Đó. Anh nhìn hơi chuẩn ha. Anh này cũng hơi chuẩn, nhưng mà nhìn đẹp quá, body đẹp quá. Đó, để đọc xem giao tiếp không được. Chị ở trên Starbucks hả chị? Ở trên, đá hả? Anh đó hả? Tí là có. Đang ngồi, đang làm việc kìa. Thấy được không? Đây có không? Anh hơi lớn nha chị ơi. Lớn, qua. Đúng không? Đúng là kỳ cục luôn. Ê, em mất tiếng được. Đúng rồi, một mình. Đúng rồi. Đó. Được. Xỉu. Mà phải nước ngoài không? Không biết, để là hỏi thử nha. Chị thử lại, chị hỏi giùm em nha. Để coi ảnh có người Việt Nam không? Có bạn gái hoặc là có gia đình chưa? Nếu như mà có rồi, em mất một cơ hội nha. Được không, chị không? Thử nha. Chị thấy nãy giờ xứng đáng mất một cơ hội đó. Ok. Anh nói được tiếng Việt không? Speak Vietnamese. Okay. So, can I speak to you a little? How long? 5 minutes. Where am I gonna come out on? No, I prefer not to. You don't want to? Yeah. Oh, okay, it's okay. I don't want to be on television. Yeah. Okay, so sorry for bothering no you. Problem, no okay, problem. Goodbye. Người Việt Nam. Thứ hai là ảnh không muốn tham gia vô chương trình, ảnh không muốn xuất hiện trên TV. Nên cơ hội đầu tiên của em đã fail. Hơi bồ bột xíu. Ồ mà ảnh đẹp thiệt. Ảnh đẹp thiệt. Thôi quên đi ha. Thôi kệ đi. Bây giờ mình sẽ tìm tiếp nha. Hy vọng là sẽ gặp chúng người Việt Nam nha. Đi, khởi lên. Thấy hình như toàn mấy chú không à? Hả? Tì. Hai chú ba chú chú không à,
Thôi được rồi chị ơi. Được rồi. Có một anh đang ngồi, đang đứng nghe điện thoại đó. Ừ, cũng được quá ha. Chắc là đang đợi xe. Nhưng mà em cũng có vợ rồi anh. Tại anh hơi chững chạc quá. Mất tiêu rồi. Anh đi đâu mất tiêu rồi. Bị xe che rồi. Thôi. Đây này, đứng đây đi. Rồi. Bây giờ anh có râu không chị? Cái anh có râu à? Anh áo trắng đúng không? Anh áo trắng đúng không? Ủa đẹp quá. Chỗ gì em luôn. Đó, người có vẻ to cao. Anh đang cúi đầu, anh tóc húi cua. Chắc anh có đủ chị. Liều nhiều đi. Liều nha. Một lần nữa mà fail nữa là không biết sao á. Rồi ok. Nhìn đi nha. Đứng đây chờ nha. Hẹn lên chị ơi. Em nói chuyện với anh xíu được không ạ? Anh có nói tiếng Việt không? À, anh biết nói tiếng Việt. Dạ. Em đang quay một chương trình truyền hình á, anh có muốn tham gia, anh có đồng ý tham gia không ạ? À, sorry anh không có tham gia được. Sorry anh không có tham gia được. Anh không thích hả? Anh không. Anh chưa biết chương trình gì mà. Anh tham gia được. Anh bận á, công việc nên anh cũng không có thời gian để anh tham gia. Thôi vậy cho em hỏi một câu thôi. Okay. Anh có vợ chưa? Anh chưa có gia đình. Anh chưa có gia đình, anh chưa có bà gái luôn. Anh chưa. Vậy anh không, anh sợ, anh từ chối, anh lỡ mất một cơ hội sao? Không sao. Anh không thích bây giờ công việc anh quan trọng hơn, nên anh hơi bận. Mà bé này rất đẹp luôn, mà bé đứng từ xa, bé nhìn thấy anh, bé cử em tới làm quen với anh, em nói thiệt mà. Đây là chương trình mai mối cùng người lạ. Mà bây giờ bé đứng ở từ xa, bé thấy, bé thích anh. Em có một cái lời nhắn gửi của bé đó trong điện thoại luôn. Nếu anh đồng ý thì em gửi anh nghe thử. Hello, chào anh. Chắc là anh chưa biết mặt em đâu. Nhưng mà em là em đã thấy mặt anh rồi. Thôi thì bây giờ anh muốn biết em là ai á thì anh đi tìm em nha. Nhưng mà để em hát cho anh một câu hát thể hiện bây giờ em đang suy nghĩ gì hen. Ok. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Có lẽ hơn cả yêu. Wow. Bạn này hát hay quá. Thứ nhất là anh chưa nghĩ đến cái chuyện mà hẹn hò với ai á. Nên chắc là để khi nào có một cái cơ hội gì khác. Cảm ơn em. Dạ rồi, vậy thôi à. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em. Dùng hết cách luôn á. Không chịu tham gia mà còn độc thân luôn. Sao em nghĩ gì? Em nghĩ là em sẽ qua trực tiếp luôn. Được hả? Được không? Được không? Sau khoảng thời gian tìm kiếm thì em vẫn thống nhất là thích cái anh thứ hai đúng không? Dạ thì em thích là có nghĩa là em nghĩ anh hợp với em. Vậy thì bây giờ nếu như mà em đồng ý là mình bỏ qua luôn cái cơ hội thứ ba, mình không tìm người thứ ba nữa, mình sẽ tận dụng cái điều đó. Bởi vì chương trình sẽ phá luật cho em là em trực tiếp tiếp cận với ảnh, hỏi coi là ảnh có muốn tham gia và tìm hiểu chương trình này không. Thì
coi như là em sẽ không có tìm người thứ ba nữa, em hiểu không? Và em cũng có nguy cơ là anh từ chối. Thì là đó là xong luôn. Ok chị, thì em nghĩ là em sẽ mua một ly nước. Ừ, có kế hoạch bài bản liền. Mua ly nước lại ngồi đó. Nghiệp ghê, chưa biết được hay không mà mất tiền ly nước. Ủa, đông rồi đúng không? Ừ. Kìa, quê quá. Chị cũng quê nữa. Sao hả? Chẳng về luôn. Đi về luôn rồi. Đi về nha Thịnh. Hai chị em mình sáng giờ cũng phèo lắm luôn. Coi như là cái duyên nó không tới giống như sáng giờ chị mình nói đúng không? Dạ. Ồ, coi như duyên mà tự sắp xếp ra vậy nó không tới. Nên chương trình thật sự thì cũng đã có sắp xếp cho em một đối tượng. Wow, nhà trai có Trinh đây rồi. Hello em, chị là Miko Lan Trinh. Em tên gì? Tên là Nguyễn Quang Tuấn ạ. Nguyễn Quang Tuấn, bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. 29. Ô, em bị Bắc à? Dạ, em Hải Phòng chị. Người Hải Phòng. 29 tuổi là sinh năm bao nhiêu ta? Dạ, 1992 chị. À, sinh năm 92, tuổi con khỉ. Dạ. Rồi, đang làm công việc gì? Dạ, em có nhiều công việc, chị muốn hỏi công việc nào? Công việc hết luôn, kể hết luôn. Tại vì nhân vật nhà nữ bên kia cũng nhiều công việc. Mà toàn oách thôi. Em làm việc gì? Ngày xưa là em làm cắt tóc. Mà bây giờ em vẫn là cắt tóc. Bây giờ làm cái gì gọi là barber. Em làm tóc nữ, không tóc nam. À, làm cắt tóc nữ. Dạ, tạo mẫu tóc. Wow, cái gì nữa? Buổi tối em có làm thêm DJ. Wow. Bên kia buổi tối đi hát. Đi hát luôn à? Ba ngày đi học. Có một cái shop. Công việc vất vả quá. Vậy chị cũng thắc mắc nha. Ở trên người em có những cái hình xăm vậy nè. Cái này là squat phải không? Là tên cái cửa hàng đầu tiên của em. Hồi đó cũng có cửa hàng. Đã, nhưng mà em sập tiệm rồi. Em đóng cửa rồi. Họ không biết là trên người có hình xăm người yêu cũ này nọ không? Ta biết những thứ hay. Nghi lắm. Ủa vậy là có hả? Có một cái. Nếu như mà bạn gái lần này mà yêu nhiều quá thì em có sẵn sàng xăm tên người ta lên người không? Thôi em hết tuổi rồi chị ạ. Hết tuổi hay hết chỗ? Tại vì em đang chuẩn bị đi xóa xăm rồi. À vậy hả? Em sẽ... Không, em xóa ở ngoài, nó không phải thành người yêu cũ, người yêu cũ đứng bên. Ủa sao kỳ vậy? Thế xóa... còn yêu nè. Không phải còn yêu mà là... Em xóa bên ngoài để em đi làm, nó dễ. Mấy cả con gái là thích con trai không xăm mình. Chị ủng hộ em. Cái đó cũng là một cái quyết định quan trọng. Dạ. Cuộc đời mình thì coi như là mình thay đổi cái ngoại hình, dù là cái hình xăm này không có nói lên được điều gì hết, nhưng mà có thể là cũng tạo thiện cảm được đối với một số nó người. Dễ tán gái hơn à? Không, dễ bắt mắt hơn trong lòng con gái. Nói chuyện tí nữa là phải lịch sự nhẹ nhàng khi mà gặp đối tượng. Bây giờ chị sẽ để không gian cho hai bạn gặp nhau. Dạ. Sau đó là sẽ có 10 phút để các em tìm hiểu nha. Dạ. Rồi quan trọng là cái lúc mà đó muốn tấn công người ta có chịu hay không là cậu phải cố gắng hết sức. Chứ nếu như mà vỗ bả qua mất cái cơ hội này là tiêu nha không? Dạ. Tên 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 tên. Hai cô cậu không ai được mở bịt mắt ra nha. Đây cái ghế rồi ngồi xuống. Không được mở bịt mắt nha. Rồi. Đó. Bây giờ mình thử cảm nhau nha. Bây giờ đang ngồi rất là gần rồi. Lên đây. Móc méo đi thôi. Một ngón tay. Móc méo. Thử coi. Tay mềm chứ chị ạ. Mình cảm xúc của Tuấn sao? Nó hơi tâm lý chị ạ. Em thấy sao Thịnh? Dạ, em nghe giọng chắc là anh người Nam đúng không? Anh Hải Phòng, miền Bắc em ạ. Vậy hồi nãy em nghe không rõ lắm. Bây giờ thử nha. Lấy cái tay còn lại, thử rờ tóc của anh thử coi là có thích cái kiểu này không nha.
thấy rõ nữa chị. Cái tóc này là tóc kiểu nào? Nó không phải là kiểu húi cua phải không? Dạ, hình như vậy, hình như vậy. Rồi, bây giờ Tuấn thử rờ tóc của Thịnh coi. Nhẹ thôi, rờ đầu người ta mà. Tóc dài thật kìa. Tóc khỏe luôn kìa, không khô sơ. Ở nhà em chăm sóc tóc bằng dầu gội gì thế em? Rồi, bây giờ mở bịt mắt ra được chưa nè? Dạ, được. Ok. Hello anh. 10 phút của hai bạn bắt đầu nha. Bắt đầu chưa chị? Tuấn ơi, bắt được chuyện đi em. Hello Thịnh. Hello anh. Em tên gì? Em tên Thịnh. À, tên đẹp của em. Nữ tính. Giống trai đúng không? Không, nữ tính, tên nữ tính. Nữ tính à? À. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 22, em sinh năm 98 á. Ồ, lớn quá, à không, nhỏ quá. Còn anh? Anh 92, anh 29. À, anh 92 hả? Ờ. Bây giờ anh đang làm cái gì? Anh đang làm cắt tóc, tối làm thêm DJ thôi. DJ á hả? Ờ. Ồ, anh thấy em có giống như cái hình tượng anh suy nghĩ không? Có, mà cá tính hơn, xinh gái hơn. Cá tính hơn à? Em ăn sáng chưa? Em ăn sáng rồi. À, tại mình mới quen mà. Anh hỏi từ đầu câu chuyện đi. Không, em không biết nói gì đâu. Em có Facebook không? Có. Em ăn thức của anh đâu, tại vì anh không có wifi. Ok. Em sẽ 3G, anh yên tâm. Đúng rồi đấy. Em thấy nãy giờ rồi mà em không biết phải không? Hello. Hello chị. Thấy 10 phút mà có vẻ nói được nhiều. Đây, mời hai cưng đứng lên nha. Phút giây quan trọng đã tới. Bây giờ chị thấy hình như cũng có ép Facebook nhau. Có chứ, phải liên lạc mới ấy được chứ chị. Ấy gì, lỡ hôm nay người ta không chịu là xong luôn. Cái đó là phải sự cố gắng của em ngay trong phút đầu. Bây giờ chị hỏi nha. Thịnh nè, em nghĩ gì nếu như mà người bạn trai của em có hình xăm tên người yêu cũ? Dạ, em thấy... Thấy sao cứ nói thoải mái. Em không ổn. Không ổn đúng không? Dạ. Em muốn anh xóa đúng không? Em sẽ muốn anh xóa. Dạ, thì tất nhiên rồi. Còn nếu anh không xóa thì... Thật ra cũng còn tùy nữa. Nếu như mà đó là một ký ức đẹp với anh. Yeah. Wow. Thực ra là ai đi trong cuộc đời mình cũng đều đẹp hết à. Nên mình không hối hận ai cả. Bây giờ em đến thì nó vẫn đẹp thôi à. Ok. Tích cực vậy. Nếu như mà em muốn, em có nghĩ là em rất muốn xóa không? Nếu như mà em làm vợ thì em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Còn nếu như mà em là bạn gái thì nó có thể sẽ thay đổi. Anh cũng sẽ có, đôi khi sẽ có những người bạn gái khác chẳng hạn như vậy. Thì em sẽ không có quyền và không có cái... Nói cứ như là không chuẩn bị, không đồng ý. Không phải, nhưng mà ý là... Không phải, ý là em nói là chỉ có khi là mất làm vợ. Ví dụ em cũng có xăm đi, ví dụ em có xăm tên bạn trai cũ ví dụ thôi, thì chồng của em mới có quyền cho em xóa cái hình đó. Còn với như bạn trai thì em nghĩ chưa được. Ok. Em cứ nghĩ là nếu như mà em lấy vợ thì em sẽ xóa cái hình đó không? Nếu vợ em muốn. Để em hỏi lại người yêu cũ. Tôi nghĩ chắc dễ phèo quá à. Ê, nói thiệt chứ không có giỡn nha. Không nói đùa, tại vì sự xóa hay không thì em không muốn xóa. Em chỉ muốn xóa cái bên ngoài thôi. Còn bên trong mà cái quá khứ của mình thì em không xóa. Kể cả các bạn gái với cái ví dụ như là vợ sắp cưới chẳng hạn, anh có xăm thêm cô ấy thì vẫn để nguyên đấy. Anh định xăm cái bên dấu phẩy hay sao? Không, tại vì bên cạnh nghĩa của em nó kín rồi, không thể xăm được. Em phải xăm ở chỗ khác. Ok. Rồi qua một câu, bây giờ cái câu thứ hai là nếu mà bây giờ bạn gái của em đang gặp khó khăn, cần em quan tâm tới vấn đề tài chính của cổ, thì em có sẵn sàng làm chuyện đó hay không? Dạ, em bán nhà bán xe được. Xóa. Nhà bán xe luôn rồi. Xóa
xóa hình thì không chịu, mà bán nhà bán xe thì chơi luôn. Nhưng mà em thấy bán nhà bán xe nó cũng tội với anh quá à. Không, cái đó là cái tấm lòng. Anh chỉ ra ở đường không sao nào? Ngoài đường, không mấy qua em ở nè nếu như vậy. Ủa, vậy nói sơ sơ, em có nhà, có xe chưa? Chưa. Ủa vậy hả? Tại vì đây là mình đang ví dụ mà, thì em cũng ví dụ mà. À, okay. Nó thoải mái. Có nghĩa là ví dụ là em có cái gì là em sẽ đưa hết cho người ta. Bạn bè em giúp được thì ai cũng giúp được. Ok. Bây giờ xin mời hai bạn hãy quay lưng về phía nhau. Chúng ta sẽ có thêm 3 giây để suy nghĩ. Sau 3 giây này, nếu bạn nào muốn nhận bông hồng từ tay Trinh để ngỏ lời mong muốn tìm hiểu đối phương thì hãy lấy bông hồng. Còn người còn lại thì đồng ý hay không cũng là sự lựa chọn của các bạn. Do đó hãy lắng nghe tiếng nói của con tim của mình thật là kỹ càng. Và nhớ lại từ sáng tới giờ mình cũng đã vất vả, có những cái khó khăn như thế nào, để có một sự quyết định đúng đắn nhé. 3, 2, 1. Do là em tự lập cho nên em thích một chàng trai cũng phải tự lập luôn. Tự lập, kiếm tiền giỏi. Em nghĩ là lớn em tầm độ 2-3 tuổi trở lên. Em không muốn xóa, em chỉ muốn xóa cái bên ngoài thôi. Còn bên trong mà cái quá khứ của mình thì em không xóa. Nào, lấy luôn đó chị. Cảm ơn chị. Thì bây giờ anh vẫn tặng bông hồng cho em. Để anh muốn lấy một cơ hội đó, một cơ hội để làm để tìm hiểu nhau ấy. Mà nếu em đồng ý thì em có thể lấy bông hồng, còn nếu mà không thì không sao, anh chỉ buồn thôi. Tùy em mà. Tùy em. Tùy em. Em nghĩ chắc bây giờ chưa phải lúc. À. Chắc là mình sẽ hẹn nhau về một dịp khác. Nghĩa là em từ chối không nhận bông hồng lúc này đúng không? Ok, vậy thôi hai bạn trao nhau một cái nắm tay, một cái bắt tay đi. Trời ơi, bông hồng của tôi. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bạn Quang Tuấn và bạn Phúc Thịnh rất là nhiều. Vâng. Vậy là coi như ngày hôm nay chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ chưa thành công. Cặp đôi chính của chúng ta là chưa nhận hoa từ nhau, nhưng mà không sao cả. Chúng ta có thể thấy là những người trẻ quan trọng rằng họ dám nắm bắt những cái cảm xúc, những cái tiếng nói của con tim của mình. Nếu như mà họ cần thì họ sẵn sàng tiến đến với đối tượng, nhưng nếu mà chưa thấy hợp với nhau thì họ cũng có thể từ chối và giữ mối quan hệ hòa hảo như là hai người bạn đó, đúng không? Tất nhiên rồi. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình, và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.